Theo đó, những ngày qua xuất hiện trang thông tin, nhóm Zalo, email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục Đào tạo để cung cấp thông tin. Trong đó đăng tải nhiều hình ảnh, bài viết có nội dung phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ, đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao, với cam kết về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định hiện chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh là cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục Đào tạo và trang thông tin điện tử Bộ Giáo dục Đào tạo trên nền tảng Facebook. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức mạo danh Bộ Giáo dục Đào tạo.